cái kênh của bạn có càng nhiều traffic đến từ bên ngoài thì cái kênh của bạn có tỷ lệ đề xuất càng lớn. Phát triển về ở trên group anh này, group Facebook. Phát triển group Facebook tương tự như fanpage. Đúng rồi anh em ơi. Thực ra là có một cái tư duy chiến lược như này. Có một tư duy chiến lược mà mình chia sẻ với anh em đấy là có thể là nó hơi hơi khô cứng một tí. Nhưng mình nằm trong cái chiến lược của mình khi mình chia sẻ mọi người ấy, đấy là làm sao để biến chi phí thành đầu tư. Có nghĩa là gì, anh em mà đã phát triển fanpage ấy, thì cũng không khác gì là anh em đang phát triển group. Như vậy làm sao mà để anh em bỏ một đồng ra quảng cáo, anh em vừa có đơn hàng, vừa có người follow trên fanpage, vừa có người tham gia group, vừa có người tương tác với cả TikTok. Mà tóm lại là bỏ làm sao để bỏ một đồng ra ăn bốn đồng. Thì đấy là chính cái chiến lược để biến chi phí thành đầu tư. Thì ở đây có rất là nhiều các thủ thuật để các bạn có thể là gì, có thể là phát triển được group Facebook. Và khi bạn phát triển group Facebook rồi thì mình cho rằng là đấy là group của bạn, thì bạn đăng cái gì chả được. Và nếu đấy là group của bạn thì đấy là những người yêu quý bạn, chứ tự nhiên ta vào đấy làm gì, đúng không? Thì lúc đấy thì các bạn sẽ gì, đăng view, đăng video của bạn lên Facebook cũng được, mà bạn đăng link TikTok của bạn thì cũng được. Thì nếu như mà bạn có một group những người yêu quý bạn mà hằng ngày mà bạn lên bài trên TikTok và bạn đăng link vào trong group, thì mình nghĩ rằng là chắc chắn là cái lượng người xem ở trên TikTok bạn sẽ rất ổn định. Bởi vì ngoài cái việc là các bạn có traffic nội bộ, mình còn trong trên trang thương mại điện tử mình hay gọi là traffic nội sàn đấy, đúng không? Traffic nội bộ TikTok thì các bạn có traffic đến từ bên ngoài. Và mình cho rằng là nền tảng nào cũng thế, luôn luôn là ưu tiên những cái kênh mà có nhiều traffic đến từ bên ngoài. Mình cho là như thế. Cái kênh của bạn có càng nhiều traffic đến từ bên ngoài thì cái kênh của bạn có tỷ lệ đề xuất càng lớn. Bởi vì sao? Dựa trên cái thuật toán nào mà TikTok hoặc là Facebook họ nhận định là có trend. Bởi vì sao? Có càng nhiều lượt tìm kiếm đến từ bên ngoài nền tảng thì người ta sẽ nghĩ rằng à đây là trend. Chắc chắn phải có cái trend gì đấy, chắc chắn có trend gì đấy liên quan thằng này mới có nhiều người tìm kiếm như thế chứ. Đúng anh em? Thì việc các bạn tạo cái group Facebook để có nhiều người yêu mến các bạn, thì sau đó là các bạn đầu phát triển kênh ở trên đấy và phát triển kênh ở trên TikTok thì là hợp lý. Đúng anh em? Còn làm sao mà bỏ ít tiền nhất mà để phát triển group mà dùng fanpage thì mình nghĩ rằng là trên livestream nó không tiện nói, bởi vì nói ra nó dài lắm anh em ạ. Đúng rồi. Anh em nào mà có đăng ký thì nó là một cái buổi sâu, anh Kỳ sẽ chia sẻ riêng. Trên livestream thì đấy, nó sẽ nói những cái kiến thức mà để cơ bản để bạn nắm được cái vấn đề nó là như thế thôi.